Highlight đỉnh cao hối tiếc của Master Lao ZL 2 năm trước. Nó đã trở lại sau 2 năm và lần này tôi sẽ không để mất highlight này. Em sẵn sàng thay đổi tất cả những gì mình có thể để trở thành phiên bản tốt hơn của mình. Bởi ai cũng sẽ muốn hướng đến cái điều tốt đẹp nhất với mình. Và khi cơ hội đến thì em chắc chắn em sẽ nắm lấy và em sẵn sàng thay đổi.